Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức bóng đá trong ngày hôm nay 12 tháng 8. Báo Indonesia nhìn U23 Việt Nam với con mắt thèm thuồng. Sau nhập tịch làm điều hiếm có, Trung Quốc tự tin đối Việt Nam. Cánh tay mới của huấn luyện viên Park phát biểu giật gân về đội tuyển Việt Nam là những thông tin chính trong bản tin chiều ngày hôm nay 12 tháng 8. Mời quý vị của bạn cùng đón nghe. Báo Indonesia nhìn U23 Việt Nam với con mắt thèm thuồng. Các bạn thân mến, theo tờ báo Indonesia thì thầy trò huấn luyện Park sẽ rất dễ dàng vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2022. Sáng ngày hôm nay, 12 tháng 8, tờ Indosport của Indonesia đã có bài viết nhắc tới U23 Việt Nam với tiêu đề Khác với Indonesia, Việt Nam lãi lớn nhờ kết quả bốc thăm lại của vòng loại U23 châu Á. Theo cây bút của tờ Edo Sport thì việc bảng đấu của Việt Nam giảm đi một đối thủ sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park càng dễ dàng tiến vào vòng chung kết U23 châu Á 2022. Việt Nam chỉ cần một trận thắng và một trận hòa là có thể đi tiếp. Cụ thể bài báo viết U23 Việt Nam đã thu được lợi ích lớn sau khi AFC tổ chức lễ bốc thăm lại vòng loại U23 châu Á 2022. Như đã biết, điều này được diễn ra sau khi U23 Triều Tiên quyết định rút lui khỏi bảng ca, khiến cho bảng đấu này chỉ còn lại hai đội là Nhật Bản và Campuchia. Sau khi bốc thăm lại U23 Hồng Kông, trước đó nằm ở bảng Y cùng với Việt Nam, Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa cuối cùng đã phải chuyển xuống bảng K. Điều này rõ ràng là rất có lợi cho Việt Nam của ông Park Hang Seo. Đội quân của ông Park chỉ cần một trận thắng và một trận hòa là có thể đã đi tiếp đến vòng chung kết. Ngoài việc nói về U23 Việt Nam thì tờ Indosport cho rằng U23 Indonesia không được hưởng lợi nhờ kết quả bốc thăm lại. Song thầy trò ông Sinteyang vẫn có cơ hội gây bất ngờ và vượt qua vòng loại. Các đối thủ của U23 Indonesia vẫn giữ nguyên, chúng ta vẫn phải đối đầu với Trung Quốc, Úc và Brunei. Dù gặp những đối thủ khó nhằn, nhưng đoàn quân của ông Shin Dae Young vẫn được hưởng lợi đôi chút do chúng ta được chỉ định làm đội chủ nhà. Theo quyết định của AFC thì các trận đấu tại bảng Y, nơi có sự góp mặt của Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân của Đại Bắc Trung Hoa vào cuối tháng 10 tới. Thầy trò huấn luyện viên Park sẽ gặp chủ nhà vào ngày 27 tháng 10 và gặp Myanmar ngày 31 tháng 10. Đây là thời điểm mà tuyển quốc gia Việt Nam đang tạm nghỉ sau 4 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau nhập tịch làm điều hiếm có, Trung Quốc tự tin đấu tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, phong độ khi bàn ấn tượng của tiền đạo nhập tịch Ankerson của tuyển Trung Quốc đã giúp cho đội tuyển nước này có thêm phần tự tin trước màn so tài với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tuyển Trung Quốc vẫn đang trung thành với chính sách nhập tịch ồ ạt nhằm nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Phương pháp này phần nào mang lại hiệu quả khi giúp họ có mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn ở khâu chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng sắp tới, từ việc chưa chốt được sân nhà, thời gian hội quân muộn và thiếu vắng trụ cột do chân thương, tuyển Trung Quốc đón tín hiệu vui từ phong độ của các cầu thủ nhập tịch. Mới đây, tiền đạo gốc Brazil Enkerson, niềm hy vọng trên hàng công của đội bóng xứ đại lục, đã khiến cho ông Litier cảm thấy nhẹ nhõm. Chân suốt này vừa ghi một cú hat-trick trong trận thắng 5-0 của Quảng Châu tại vòng 14 Chinese Super League. Đáng chú ý, Enkerson ghi hai bàn thắng đầu tiên chỉ trong 7 phút ngắn ngủi. Chứng kiến phong độ ghi bàn ấn tượng của tiền đạo nhập tịch này, báo giới Trung Quốc khẳng định đây sẽ là cơ hội để cho đội chủ nhà tự tin vượt qua vòng loại thứ ba World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Ankerson là cầu thủ có khả năng dứt điểm đa dạng và đặc biệt là nguy hiểm ở những tình huống không chiến. Báo giới Trung Quốc cho rằng đây sẽ là điểm mạnh của đội nhà khi đối đầu với các đối thủ ở bảng B, đặc biệt là đội yếu như Việt Nam. Cánh tay mới của huấn luyện Park phát biểu giật gân về đội tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, huấn Park Chung Kyun mới đây cho rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước các đối thủ lớn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ngày hôm nay 12 tháng 8, huấn luyện viên Park chung kyun đã chính thức gia nhập đội ngũ ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam theo lời mời của huấn luyện viên Park Sơ. Ông Park chung kyun chia sẻ, nhà cầm quân người đồng hương đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam có trao đổi với ông về việc cần thêm người nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022. Vị thuyền trưởng từng có thời gian làm việc ở Trung Quốc lập tức thông tin với lãnh đạo câu lạc bộ nội và được tạo điều kiện tối đa. Câu lạc bộ nội sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực và tài điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam để giành kết quả tốt, mang về niềm vui cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tôi chưa biết mình có thể giúp gì nhiều cho đội bóng hay không, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cùng đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên Park Chung-kyun chia sẻ. Trợ lý mới của thầy Park cũng tỏ ra tự tin vào khả năng tạo ra bất ngờ của tuyển Việt Nam. Tôi rất vui khi đội tuyển đã lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Chúng ta đang đối đầu với những đội bóng hàng đầu của châu lục nên những trận đấu sắp tới sẽ tương đối khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu chúng ta tập trung và phân tích, có sự chuẩn bị thật tốt, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tạo nên những bất ngờ trước các đối thủ mang về những kết quả có lợi. Được biết là ông Park Chung Kyun sẽ cùng huấn luyện viên Lee Jang Jin và huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đảm nhận vai trò các bài tập chiến thuật ở tuyển Việt Nam. Trong tháng 9 tới, nhà vô địch AFF Cup sẽ có hai trận đấu tại vòng loại cuối của World Cup 2022. Liên quan đến đoàn quân áo đỏ thầy trò huấn luyện viên Park đang tập luyện tại Hà Nội đến ngày 27 tháng 8. Ngày 28 tháng 8, toàn đội sẽ bay sang Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 2 tháng 9 và sau đó 5 ngày những chiến binh sao vàng sẽ tiếp đón tuyển Úc tại sân nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Bằng cách quý vị các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.